Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình giải hát dân ca nghệ tính hôm nay, xin được gửi đến quý vị và các bạn bài giọng kể Ô Lục Soạn, ghi âm Vi Phong do nghệ nhân dân gian ưu tú Trần Khánh Cầm biểu diễn. Cho phần em con gái liều hai, cho đừng có ham thanh nghi chuộng là, đừng có tham hạn phù hai, đừng có tham cái ô lục nghi soạn này vạc ngà vai, cho quần tây cổng ma mặc dòng dài, cho áo cánh lùa này giá bay, cho khổ nhiều quần chình á mùi với mười á ngoài. Nhưng mà về đến tiết thì riêng á hai chắc ngóng ở trong chung mà không có á lỗ mà ngõ bố nổ có khoai. Ôm với ôm bùng thở dài, tim ngủ ôm bùng thở dài. Cái anh đấy á, tiếng ngõ cù cù khôn ngay, chứ không có ô lục xoàn này vạc vai, cha nổ có quân này tay cổng mà mặc giọng dài, nó có áo lùa giá bay, nó có khăn ni nhiều về quần thìn mùi về mới ngoài. Nhưng mà về đến tiết này riêng hai chứ ngóng vô trong chung mà đang có lỗ ngõ bố vần có khoai, cha phần em con gái liều hai, nọ cha mô mà sống lâu được mài, nọ mẹ mô mà nổi tóc ở đời, cha xấu tốt chi thế em lấy đi một ngày, rồi về đến tiết này riêng hai ôm vô chung chúc một đòi đồ mù vô hù lấy một ấy mùng khoai đi nấu lên ấy một nà nồi á hai đi nhắc ra trưa cửa nhà ngoài đi ốm mới ngồi mới chụp củi mì quả tay đi mù thì ngồi mới trò hồ mới xẻo khoai cho hai ông mù ta ngồi á nhai đi sưởng băng nắm cái ô lục ngà xoàn thì sướng thế bằng 10 cái ô lục ngà soạn. Thưa quý vị, trong dịp đầu xuân năm mới, chương trình giải hát dân ca Nghệ Tĩnh đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầy lý thú cùng nghệ nhân dân gian ưu tú Trần Khánh Cầm để có thể hiểu hơn về ca khúc giọng kể Ô Lục Soạn, cũng như những kỷ niệm của ông khi trình diễn ca khúc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào nghệ nhân dân gian ưu tú Trần Khánh Cầm. Xin bác có thể chia sẻ đôi nét về làn điệu Ô Lục Soạn ạ. Cái nội dung bài Ô Lục Soạn tức là một cái lời cổ dân ca mình, tức là một cái người nông dân lao động. Đấy, thế là được yêu mấy cô đó, sau cô là chỉ anh ta nghèo. Anh ta phải yêu một cái người giàu có ố lục xoàn, có áo cánh lụa. Cái ố lục xoàn ngày xưa là cái ố sáu múi màu đen. Những nhà giàu cái này mới có, các nhà giàu có, còn nông dân vui chưa có, dân thì có cái gọi là cái ố lục xoàn. Bác có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm của bác khi mà trình diễn ca khúc Ô Lục Soạn không ạ? Cái kỷ niệm bài Ô Lục Soạn của bác này là tỉnh mình á, là đi dự thi á, là các tỉnh khu vực Bắc miền Trung. Thì giáo cho bác hát cái bài
Ô Lục Xoàn này. Thì bác hôm đó ra biểu diễn, thì cái bài Ô Lục Xoàn này là bác thể hiện được cái tính chất của một người nông dân nghệ tĩnh. Vì thế bác hát là cái Ô Lục Xoàn này được giải A của dân ca Việt Nam năm 2011. Sau đó rồi những kỷ niệm của bác là đi biểu diễn tại thủ đô Hà Nội, khán giả Hà Nội rất thích, rồi vào Đà Nẵng, biểu diễn Đà Nẵng rất thích, rồi vào Sài Gòn, cũng đi theo cái đoàn của nghệ tĩnh đấy, vào biểu diễn Sài Gòn cho bà con nhân dân của nghệ tĩnh mình sinh hoạt ở trong thành phố Sài Gòn, rồi tới Đà Nẵng, tới Hà Nội, họ rất yêu thích cái bài Ô Lục Xoàn này. Bài hát này thì được hát theo cái giọng điệu như thế nào? Bài hát này là gọi là hát dăm kỵ lễ, là từ sự đó, từ cái bài này của ta. Ví dụ nên là phần em con gái liệu hai, đừng có tham thanh chuồng là đừng có tham mãn phù hai đấy, đừng ngủ tham cái Ô Lục Xoàn để vác phái với quân tây cổng mà mặc giống dai áo cánh lùa ra vai đó, tức là cái điều vừa kỵ lễ vừa tâm tình, cho nên người dân của mình rất là thích, rất gần gũi. Vâng, hy vọng rằng là người dân nghệ tĩnh sẽ ngày càng yêu thích hơn những làn điệu dân ca, đặc biệt là những làn điệu dân ca cổ. Và bác có thể gửi lời chúc đầu xuân năm mới đến khán giả truyền hình cũng như là khán giả của chương trình Giải hát dân ca nghệ tĩnh không ạ? Bác là không phải riêng bản thân bác mà nói chung nhân dân nghệ tĩnh rất tự hào từ khi dân ca Vì Dòng nghệ tĩnh ta được UNESCO là công nhận một cái di sản văn hóa phi vật thể, đó là rất tự hào, niềm tự hào của nhân dân nghệ tĩnh. Và hiện nay không phải dân nghệ tĩnh mình mà các tỉnh khác hồng rất thích dân ca nghệ tĩnh, cho nên bây giờ năm mới là năm 2016 và cũng là năm Bình Thân, bác là cũng là xin chúc quý vị khán thính giả nghe đài truyền hình và mong là những cái làn điệu dân ca nghệ tĩnh sẽ là thấm sâu vào ở đâu có làn điệu dân ca nghệ tĩnh là ở đó là có người nghệ tĩnh ở đó. Cho nên bác cũng chúc tất cả năm mới là một năm là an khang thịnh vượng và mong rằng cái làn điệu dân ca nghệ tĩnh sẽ vào máu thịt của dân để giáo dục con người ta trở về một cái là đức lễ nghĩa trí tín đó, tức là cái làn điệu dân ca của mình luôn phải nhớ về nguồn cội. Điều chúc tất cả khán giả truyền hình của tất cả là những người dân nghệ tĩnh ở khắp đất nước này một lời chúc sức khỏe, năm mới an khang và thành đạt. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân Trần Khánh Cầm đã tham gia trò chuyện cùng với chương trình ngày hôm nay và cũng xin được chúc cho bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng nghệ nhân dân gian ưu tú Trần Khánh Cầm. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với bài Ô Lục Xoàn qua sự hướng dẫn của giảng viên Ngô Bá Thục, Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Chào quý vị và các bạn, chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tập làn điệu dân ca nghệ tĩnh. Đó là làn điệu dăm kỵ, có tên là Ô Lục Xoàn. Thì bây giờ thầy sẽ hát qua một lần cái làn điệu dăm kỵ này cho các bạn nghe. Mời nhà công dạo. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thanh rồi chuồng là, chớ có tham hàn rồi phù hai, đừng có tham Ô Lục Xoàn vác vai, quân tây cổng mặc giống dài, khổ thì tám mũi mười ngoái, nhưng về đến tiết riêng hai, ngóng vô trong chung cũng có lò, ngõ bố nọ có khoai, anh đây có cô nì còn ngay. Cũng có Ô Lục Xoàn rồi vạc vai, nó có quân tây cổng mặc giống dài, nhưng về đến tiết riêng hai, ngóng vô chung nâng có lò, ngõ bố vần có khoai. Phần em con gái liều hai, không cha mô sống lâu được mài, nó mẹ muốn nổi tóc ở đời, xấu tốt thì em lấy một ngày,
Về đến tiệt riêng hai, ung vô súc một đòi đồ, mù vô súc một mùng khoai, nấu lên một nồi hai, nhắc ra trừa cửa nhà ngoài. Hai ông mù ta ngồi nhai, sướng bằng năm ô lục xoàn, chưa đẹp bằng mười ô lục xoàn. Đấy, cái bài này rất là dân dã, bài dằm cổ. Các cái từ ngữ trong này cũng rất là dùng từ địa phương, cái thổ âm, thổ ngữ của Hà Tĩnh rất là nhiều. Có một số từ, chẳng hạn như trong này không có tức là không có, đúng không? Không có lọ tức là không có lọ, đúng không? Nhìn vào trong bồ không có lọ, ngõ vào trong bồ không có khoai. Anh đây có cổ như con ngai, cổ là cụ, con người nhìn nó cụ kỳ, nó không được đẹp đẽ thanh thoát như những người khác, đúng không? Rất là người dân chất thế thôi. Có mấy cái từ trong này là nưng có lọ, nưng có tức là con có, đúng không? Nưng có là một số từ địa phương. Mà từ ngai, người tức là hạt ngai. Một từ nữa là úng mù, hai ông mù. Ông mù tức là hai vợ chồng đấy, úng là người chồng, mù là người vợ, là hai ông mù. Rồi mùng, thùng mùng đấy, chúng ta hay dùng trong nông thôn hay sử dụng cái đó. Nhắc ra trửa cửa nhà ngoài, trửa cửa là ở giữa cửa, đúng không? Đây mấy cái từ địa phương chúng ta lưu ý một chút. À, trong này với cái âm điệu thì chúng ta như lúc nghe hơi chưa quen lắm, đúng không? À, với cái ô lục xoàn thì là một cái cây ô. Thì trước đây những người mà có cây ô, có quần tây, quần ấu đấy, là một người gọi là người rất là lịch sử, có tiền bạc, có quyền thế, đúng không? Nên là đấy được ví là một người có quần tây cống, vác ô lục soạn đi như thế là người rất là sang trọng. Còn tối đấy thì người nó cụ, người có cổ, con người đúng thôi, nhưng mà rất là tình cảm, rất là chân chất, đúng không? Nội dung của cái bài là một người con gái có thể là đang đứng núi này trong núi nọ, trong cái việc kén chọn ý chung nhân chẳng hạn, thì người con trai có cái khuyên lớn và hát lên cái câu hát này. Về cái nội dung của bài hát là như thế, giới thiệu qua một chút như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập từng câu của cái bài này. Chúng ta nghe cái câu hát đầu tiên. Phần em con gái liều hai vào. Phần em con gái liều hai. Đó, bây giờ chúng ta tập câu hát tiếp theo. Đừng có tham thanh rồi chuồng là. Đừng nhá, đừng luyện lên một chút. Đừng có tham thanh rồi chuồng là. Đấy, nhịp điệu rõ ràng, nó hai vào. Đừng có tham thanh rồi chuồng là. Đừng có tham thanh, đừng có tham thanh rồi chuồng là. Nào hai vào. Đừng có tham thanh rồi chuồng là. Đó, chúng ta hát lại hai câu vừa rồi. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thanh rồi chuồng là. Nào hai vào. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thanh rồi chuồng là. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thanh rồi chuồng là. Nào hai vào. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thanh rồi chuồng là. Đây, chúng ta đi tập câu hát tiếp theo này. Chớ có tham hàn rồi phù hai. Chớ có tham hàn rồi phù hai. Nào hai vào. Chớ có tham hàn rồi phù hai. Chớ có tham hàn rồi phù hai. Hai vào. Chớ có tham hàn rồi phù hai.
chứ phù hai chúng ta hát cảm giác nó nặng hơn một chút nữa. Chớ có tham hàn rồi phù hai, nào hai vào. Chớ có tham hàn rồi phù hai, đừng có tham ô lục soạn vác vai, đừng có tham ô lục soạn vác vai, nào hai vào. Đừng có tham ô lục soạn vác vai. Đấy, thì tấu đoạn này nó có hơi khác một chút, đúng không? Nào. Đừng có tham ô lục soạn vác vai, hai vào. Đừng có tham ô lục soạn vác vai. Đó. Thế thì tấu nó cũng gần giống nhau, tất nhiên là như hồi thầy thầy giới thiệu đấy. Có một số chỗ dài ngắn khác nhau cho nên có cái sự phóng túng hơn một chút. Nó không chặt chẽ ở nhịp. Rồi, chúng ta hát từ đâu đến đấy nhá. Phần em con gái liều hai, nào hai vào. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thánh rồi chuồng là, chớ có tham hàm rồi phù hai, đừng có tháo lúc soạn vạn vai. Đó, bây giờ chúng ta đi tập câu tiếp theo. Mời các bạn nghe này. Quân Tây Cổng mặc giống dài, quân Tây Cổng mặc giống dài, nào hai vào. Quân Tây Cổng mặc giống dài. Đó, quân Tây đấy. Quân Tây Cổng mặc giống dài, nào hai vào. Quân Tây Cổng mặc giống dài. Rồi câu tiếp theo nào. Khổ thì tám mũi mười ngoái, khổ thì tám mũi mười ngoái, nào hai vào. Khổ thì tám mũi mười ngoái. Mười ngoái rõ ràng. Khổ thì tám mũi mười ngoái, nó rõ ràng như thế, nào hai vào. Khổ thì tám mũi mười ngoái. Rồi chúng ta hát lại cả hai câu này. Quân Tây Cổng mặc giống dài, khổ thì tám mũi mười ngoái, nào hai vào. Quân Tây Cổng mặc giống dài, khổ thì tám mũi mười ngoái. Rồi chúng ta đi tập câu tiếp theo. Nhưng về đến tiết giêng hai, nhưng về đến tiết giêng hai, nào hai vào. Nhưng về đến tiết giêng hai. À, chữ tiết luyện lên rồi đến xuống này. Nhưng về đến tiết đó. Nhưng về đến tiết giêng hai, nào hai vào. Nhưng về đến tiết giêng hai. Đó, chúng ta gõ vào chữ V nha. Nhưng về đến tiết giêng hai, nào hai vào. Nhưng về đến tiết giêng hai. Rồi, chúng ta hát câu tiếp theo. Ngóng vô trong chung cũng có lò, ngóng vô trong chung cũng có lò. Đấy, ngóng vô trong chung không có lò. Nào. Ngóng vô trong chung cũng có lò. Nào, hai vào. Ngóng vô trong chung không có lò. Đó, không có lò nhá. Nào, hai vào. Ngóng vô trong chung không có lò. Rồi câu tiếp theo nè. Ngõ bố nọ có khoai, ngõ bố nọ có khoai, nào hai vào. Ngõ bố nọ có khoai. Nào hát lại câu này lần nữa, nào hai vào. Ngõ bố nọ có khoai. Bây giờ chúng ta sẽ đi tập câu tiếp theo. Anh đây có cổ cổ nì còn ngay, anh đây có cổ cổ nì còn ngay, gần như nói, nào hai vào. Anh đây có cổ cổ nì còn ngay, còn ngay, anh đây có cổ cổ nì còn ngay, nào hai vào. Anh đây có cổ cổ nì còn ngay.
Không có ô lục xoàn vác vai, không có ô lục xoàn rồi vác vai. Nào hai vào. Không có ô lục xoàn rồi vác vai. Nào hát lại câu này lần nữa nào. Hai vào. Không có ô lục xoàn rồi vác vai. Rồi, tập câu tiếp theo nhé. Nó có quân tây cổng mặc rống dài, nó có quân tây cổng mặc rống dài. Nó hai vào. Nó có quân tây cổng mặc rống dài. Này, cái câu này nó nhiều từ hơn nhưng hạt nhặt hơn đúng không? Cảm giác nó nhanh hơn, nó dồn dồn chữ lại, dồn tiết tấu lại. Nó có quân tây cổng mặc rống dài. Nó hai vào. Nó có quân tây cổng mặc rống dài. Nhưng về đến tiết riêng hai, nhưng về đến tiết riêng hai. Nào hai vào. Nhưng về đến tiết riêng hai. Rồi, tập câu tiếp theo nha. Ngóng vô chung nâng co lọ, ngóng vô chung nâng co lọ. Nào hai vào. Ngóng vô chung nâng co lọ. Rồi. Ngõ bố vần có khoai, ngõ bố vần có khoai. Nào hai vào. Ngõ bố vần có khoai. Nào lại lần nữa nào hai vào. Ngõ bố vần có khoai. Rồi. Này, chúng ta hát lại từ chỗ anh đây có cổ cái con ngai nha. Em hát nói câu đó sau đó vào nhịp. Anh đây có cổ nì còn ngai, không có ô lục xoàn rồi vạc vai. Nào bắt đầu từ đòn hai vào. Anh đây có cổ nì còn ngai, không có ô lục xoàn rồi vạc vai. Nó có quân tây cổng mặc rống dài, nhưng về đến tiệt riêng hai. Ngóng vô trung trung có lò, tập câu tiếp theo. Phần em con gái liều hai, phần em con gái liều hai. Nào hai vào. Phần em con gái liều hai. Rồi. Khung cha mô sống lâu được mài, nò mẹ mô nổi tóc ở đời. Thầy hát câu này hai câu nổi luôn đó nhá. Khung cha mô sống lâu được mài, nò mẹ mô nổi tóc ở đời. Nào hai vào. Khung cha mô sống lâu được mài, nò mẹ mô nổi tóc được ở đời. Nào, cái này như nói thôi, nhưng chỉ cần như nói ấy. Khung cha mô sống lâu được mài, nò mẹ mô nổi tóc ở đời. Nào hai vào. Cũng cha mô sống lâu được mài, nọ mẹ mô sống tóc ở đời. Nọ mẹ mô nổi tóc ở đời. Không cha mô sống lâu được mài, không nọ mẹ mô nổi tóc ở đời. Rồi chúng ta tập câu tiếp theo nhé. Xấu tốt thì em lấy một ngai, xấu tốt thì em lấy một ngai. Hai vào. Xấu tốt thì em lấy một ngai. Lại câu này lần nữa hai vào. Xấu tốt thì em lấy một ngai. Rồi bắt đầu vào nhịp nào. Về đến tiết riêng hai, về đến tiết riêng hai. Hai vào. Về đến tiết riêng hai. Tập câu tiếp theo nhá. Ung vô xúc một đòi đồ, ung vô xúc một đòi đồ. Hai vào. Ung vô xúc một đòi đồ. Rồi. Hát lại lần nữa. Hai vào. Ung vô xúc một đòi đồ. Câu tiếp theo. Mù vô xúc một múng khoai, mù vô xúc một múng khoai. Nào hai vào.
mù vô súc một mùng khoai. Rồi, úng vô súc một đồi đồ, đến mù vô súc một mùng khoai, hẳn lại con này. Úng vô súc một đồi đồ, nó hai, vào. Úng vô súc một đồi đồ, mù vô súc một mùng khoai. Rồi, tập câu hát tiếp theo nhé. Nấu lên một nồi hai, hai, vào. Nấu lên một nồi hai. Rồi, lại câu này một lần nữa nào, hai, vào. Nấu lên một nồi hai. Rồi, câu tiếp theo. Nhắc ra trừa cửa nhà ngoài, nhắc ra trừa cửa nhà ngoài. Nào, hai, vào. Nhắc ra trừa cửa nhà ngoài. Lại là hai, vào. Nhắc ra trừa cửa nhà ngoài. Rồi, câu tiếp theo các bạn nghe nào. Hai ung mù ta ngồi nhai, hai ung mù ta ngồi nhai. Nào, hai, vào. Hai ung mù ta ngồi nhai. Sưởng băng năm ô lục xoàn, sưởng băng năm ô lục xoàn. Nào, hai, vào. Sưởng băng năm ô lục xoàn. Nào, hát lại lần hai, vào. Sưởng băng năm ô lục xoàn, đẹp băng mười ô lục xoàn. Hai, vào. Đẹp băng mười ô lục xoàn, đẹp băng mười ô lục xoàn. Nào, hai, vào. Đẹp băng mười ô lục xoàn. Bây giờ chúng ta hát lại phần em con gái liều hai. Nào, hai, vào. Phần em con gái liều hai, đừng có tham thánh rồi chuồng là, chớ có tham hàn rồi phù hai, đừng có tháo lục xoàn vàng vai, quân tây cổng mặc rông dài, khổ thi tám mùi mười ngoái. Đừng về đến tiền riêng hai, ngõ vô trong chung không có lọ, ngõ bố nọ có khoai. Anh đã đây có bố đi con ai, không có lúc xoàn đôi vàng vai, nọ bỏ quân tay cổng mặc rông dài. Nhưng về đến tiền riêng hai, ngõ vô trung chung nâng có lò, ngõ mô vần có khoai. Phần em con gái liều hai, cùng cha mô sống lâu được mài, nọ mẹ mô nổi tóc ở đời, sầu tổ tiên lấy một ngày. Về đến tiền riêng hai, cũng vô súc một đòi đồ, mù vô súc một mùng khoai. Nấu lên một nồi hai, nhắc ra trừa cửa nhà ngoài. Hai ung mù ta ngồi nhai, sướng ba nắng nấu lúc xoàn, đẹp băng mưa hướng dẫn cho các em đấy. Cái tính chất của cái bài là rất là dân dã, khoáng đạt, nó rõ ràng, nó mang gì đó một chút, nó hài hước. Nó qua một cái lời gọi là cái lời khuyên của người con trai để nói với người con gái là không nên lựa chọn nhiều mà chọn một, chọn tôi đây này, đúng không? Về có thể là như ta hay có câu là một mái nhà tranh hai đại tim vàng đấy. Quan trọng là chúng ta biết sống thế nào, không phải là nhiều tiền là chúng ta sướng, đúng không? Chúng ta hạnh phúc, chúng ta phải biết sống như thế nào, biết tôn trọng nhau thì cuộc sống nó sẽ êm đẹp,
trong cái bài này nó có cái nội dung là như thế, chúng ta có thể về tập hát thêm nữa, là cái nội dung cũng như là cái tính chất của bài, chúng ta có thể có thời gian chúng ta hát nhiều thì mình ngẫm được. Là hôm nay thầy giới thiệu qua một làn điệu như thế, xin cảm ơn các em. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình giải hát dân ca nghệ tính hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.